Xin chào quý vị và các bạn. Đối với các tỉnh thành phía Bắc, chiều tối vẫn tiếp tục xuất hiện những cơn mưa rào và dông, khiến cho bầu không khí khá dễ chịu. Mấy ngày qua, nền nhiệt toàn khu vực Bắc Bộ chỉ phổ biến dưới ngưỡng 34 độ. Đây là mức nhiệt tương đối mát mẻ trong tháng 6, tháng được coi là nóng nhất trong năm ở hầu hết các đô thị miền Bắc. Theo những thông tin mà chúng tôi thu thập được, thì tại một số địa phương vùng núi như Yên Bái, Hà Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang còn đạt lượng mưa khá. Các tỉnh miền Trung do ảnh hưởng của sự hội tụ gió ở các mực trên cao, nên vào lúc chiều tối và đêm, khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn xuất hiện mưa rào và dông, cung cấp một lượng nước quý giá cho cây trồng trong nhiều ngày nắng nóng, khô hạn và thiếu nước. Trong chiều tối và đêm nay, tình hình mưa tại khu vực sẽ có xu hướng lặp lại, tuy nhiên lượng mưa có phần giảm hơn so với ngày hôm qua. Ban ngày trời vẫn có nắng, với mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 31 đến 35 độ. Lùi xuống Nam Bộ và Tây Nguyên, một rãnh áp thấp gây mưa đang có trục đi ngang qua khu vực Nam Bộ, gây mưa rào và dông rải rác cho cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Tuy nhiên, lượng mưa không đồng đều và thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Ban ngày tại các khu vực này, trời có nắng nhưng không quá nóng, nhiệt độ cao nhất ngày chỉ từ 32 cho đến 34 độ ở Nam Bộ và 30 cho đến 32 độ ở khu vực Tây Nguyên. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Ngày hôm nay, hình thế chi phối thời tiết chính của thủ đô Hà Nội sẽ là rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển không mạnh mẽ, kết hợp với ảnh hưởng của hội tụ gió trên các mực cao nên trời vẫn có nắng vào ban ngày, tuy nhiên cường độ nắng không quá gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên mức 32 cho đến 33 độ. Vào lúc chiều tối cũng là lúc hội tụ gió ở các mực trên cao hoạt động mạnh nhất, trời sẽ chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, làm nền nhiệt giảm nhanh chóng, trời trở nên mát mẻ dễ chịu hơn. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay chỉ vào khoảng 25 đến 26 độ. Độ ẩm dao động từ 70 cho đến 85%. Thời tiết như vậy hoàn toàn phù hợp cho các hoạt động giao thông và các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, quý vị và các bạn cũng cần lưu ý, vào lúc chiều tối sẽ xuất hiện mưa rào và dông, nên trước khi đi làm hoặc ra ngoài đường, quý vị cần nhớ mang theo áo mưa đề phòng mưa dông. Thành phố biển Hải Phòng luôn có xu hướng dịu mát hơn so với thủ đô Hà Nội. Hơn thế nữa, bầu trời nơi đây cũng bị bao phủ bởi nhiều mây hơn. Ban ngày trời có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ vào khoảng 31 đến 32 độ, còn ban đêm là từ 24 cho đến 25 độ. Do nằm sát biển với đới gió đông đến đông nam giàu hơi ẩm hoạt động mạnh vào buổi sáng, cho nên độ ẩm không khí trong ngày cũng khá cao, khoảng từ 75 cho đến 95%. Các hoạt động sản xuất hoặc các sự kiện tổ chức ngoài trời cần đề phòng mưa rào và dông vào lúc chiều tối. Thành phố Đà Nẵng đón chào ngày mới với nền nhiệt mát mẻ chỉ vào khoảng 25 cho đến 26 độ. Thời tiết ở trạng thái mây thay đổi đến nhiều mây, ban ngày nắng chỉ xuất hiện gián đoạn với cường độ không mạnh. Nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa dao động từ 32 cho đến 33 độ, độ ẩm khoảng 70 đến 75%. Đến lúc chiều tối thì hội tụ gió trên cao sẽ hình thành những đám mây đối lưu gây ra mưa rào và dông, làm cho nền nhiệt lại giảm xuống nhanh chóng. Với thời tiết mát mẻ như vậy thì quý vị đừng nên bật điều hòa mà hãy mở tất cả các cửa sổ để tận hưởng những luồng gió mát mẻ dễ chịu, đặc biệt là vào buổi sáng và chiều tối. Nằm trong hình thế gây mưa là một dãy áp thấp có trục đi qua Nam Bộ, nên thành phố Hồ Chí Minh có kiểu thời tiết mây thay đổi và ngày nắng gián đoạn. Có lúc trời nhiều mây, dịu mát, có lúc lại quang mây và có nắng. Tuy nhiên, vào chiều tối và đêm cũng là thời điểm mà dãy áp thấp hoạt động mạnh nhất. Tại khu vực này sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và dông. Tuy nhiên, lượng mưa không đồng đều, có khi ở địa điểm này mưa với lượng ít nhưng ở địa điểm khác lại xảy ra mưa với lượng khá. Thậm chí cùng lúc đó, có địa điểm lại không xảy ra mưa, cho nên khi di chuyển trong thành phố, tốt nhất lúc nào quý vị cũng nên đề phòng mang theo áo mưa để khỏi bị ướt. Do trời nhiều mây, có lúc có mưa nên nền nhiệt độ tại thành phố cũng không cao, chỉ dao động quanh mức 26 cho đến 33 độ, độ ẩm khoảng 65 trên đến 80%. Dãy áp thấp gây mưa có trục đi qua Nam Bộ cũng là nguyên nhân chính chi phối thời tiết tại thành phố Cần Thơ. Nên trong ngày hôm nay, khu vực này cũng có kiểu thời tiết mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa rào và dông thường xuất hiện vào lúc chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 31 cho đến 32 độ, còn ban đêm là từ 26 cho đến 27 độ, độ ẩm dao động từ 65 cho đến 85%. Để nhận thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT dấu cách tên tỉnh gửi 8030 dành cho thuê bao Viettel. Các mạng khác soạn tin DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8930 miễn phí đăng ký. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!